nhiều cơ hội cho thủ môn trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha dứt điểm quá hoàn hảo. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Một tình huống mà hàng thủ đã chơi không thật sự tốt, và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình.